Có một sự thật đó các bạn, là các mối quan hệ giữa mẹ kế với con của chồng là một mối quan hệ rất là phức tạp. Có rất nhiều người phụ nữ họ không có thương con của chồng được đâu các bạn. Nhưng mà trong số đó cũng sẽ có những người phụ nữ gánh vác hết cả con của chồng và coi như là con ruột của mình. Nhưng rất hiếm, và chỉ mình nghĩ tại thời điểm này chỉ có mỗi Hằng Du Mục mới đánh đổi tài sản để lấy được hai đứa con lại thôi các bạn. Quá hay luôn các bạn, quá cao cả luôn, quá đàn ông, quá mạnh mẽ luôn các bạn. Và mình đảm bảo sau câu chuyện này người ta sẽ cảm thấy Hằng Du Mục là một cái tên tuổi rất là lớn luôn các bạn. Cái độ viral của bạn ấy sẽ nhân gấp 3, gấp 4 lần. Và người ta sẽ ủng hộ Hằng Du Mục. Cuộc đời này các bạn, người ta hay có cái câu như vậy nè: con cái mới là tài sản của mình. Còn tiền bạc có thể kiếm ra được các bạn, đến khi mà lúc sau mình về già là con cái chính là cái người luôn bên cạnh mình. Có nhiều người nói là sinh con ra cũng chả nhờ được con gì đâu, mình cũng chỉ mong nó tốt đẹp thôi, chứ đến về già nó đường ai nấy đi thì mình cũng không có mong chờ gì. Nhưng mà không bạn, với mình nha, có con có cái là sẽ có gia đình, sẽ có sự tình cảm, đi đâu cũng không bằng con cái của mình. Cho dù có già có gì chăng nữa, alo cái nó sẽ chạy về với mình, còn đỡ hơn người dân đúng không các bạn. Nên ai vẫn có một cái quan điểm mà thôi có con cũng mệt, nuôi con cũng mệt, rồi sau này hả lớn lên nó cũng bỏ đi, cũng chả mong chờ nó sẽ giúp gì được mình. Mình cảm thấy là có con là một cái điều rất là may mắn trong cái cuộc sống này. Ông trời cho mình một đứa con là một cái gọi là quá thiêng liêng luôn các bạn. Chứ ở đó mà mình nói, nhiều người nói là có con chả mong đợi gì, không, con chính là tài sản. Nếu mình là Hằng Du Mục mà mình thấy hai đứa con nó như vậy, mình cũng sẵn sàng bỏ tài sản ra hết các bạn. Tại vì con người chúng ta nuôi lên là tiền chúng ta có thể kiếm được gấp 3, gấp 4 lần, rất nhiều luôn các bạn. Tiền nó không nói lên kết quả gì hết trơn á, tình nghĩa, con người, cuộc đời chúng ta, sứ mệnh chúng ta mới là cái quan trọng. Và Hằng Du Mục làm cái việc này quá là hay đi các bạn, 10 điểm. Và mình nói thiệt nha, ngay từ đầu á, cái ông này là ông đã kể lể về cái việc là mua, bỏ tiền vốn ra rồi để cho Hằng Du Mục bán táo tàu rồi các bạn. Nhưng xin lỗi, bạn bỏ vốn ra, nhưng mà bạn biết để bán được như vậy là phải ở cái năng khiếu bán hàng nữa, cái ví bán hàng của người ta nữa các bạn. Và cuối cùng rồi thì nếu mà ông đã chấp nhận để hai đứa con đi với Hằng Du Mục mà ông đánh đổi tài sản, ôi trời ơi, vậy ngay từ đầu ông quá tham lam luôn các bạn. Chẳng lẽ ông đang sử dụng Hằng Du Mục như là một công cụ kiếm tiền cho ông, đúng không? Con của mình mà chấp nhận lấy tài sản để đánh đổi hai đứa con là ông không ra gì. Quá ghê các bạn. Chúng ta có thể sử dụng đồng tiền để chúng ta lột thật nguyên cái bộ mặt của một con người luôn các bạn. Kinh khủng khiếp. Đó, vừa giữa câu chuyện tình với tiền, với con riêng của chồng là đây là một cái bài học đắt giá luôn các bạn. Cuối cùng rồi đồng tiền là gì? Đồng tiền là một cái thứ nào đó, nó quá, nó che mờ con mắt luôn các bạn. Con mình đẻ ra, con ruột của mình làm như vậy là quá ghê gớm các bạn. Thực sự đồng tiền nó quá ghê, thật luôn. Nên qua cái đó là mình cảm thấy là thôi, tiền, làm ơn các bạn đừng đặt chữ tiền nó quá lớn ở trong cái cuộc đời của chúng ta nữa. Mà chúng ta phải đặt chữ tình. Và cái chữ tình, nó tình nghĩa sống như thế nào, sau này đồng tiền nó cũng sẽ xuất hiện thôi. Nhưng cái mà mình sống như cái hậu quả của mình á, để lại sau này á, sau này nặng nề lắm các bạn. Kiếp này chưa xong, kiếp sau phải trả đó. Chứ đừng có nghĩ là xong kiếp này là xong đâu các bạn. Kinh khủng khiếp. Và cảm ơn cái điều mà Hằng Du Mục đã cho chúng ta thấy rằng á, mẹ con, mẹ kế đó, nó là một cái gì nó rất là bao la, rất là giàu lòng thương các bạn. Thay vì chúng ta đi làm từ thiện, chúng ta đi làm cho người này người kia, thì chúng ta làm cái điều này nó quá hay đi các bạn. Và các bạn biết sao không? Kiếm tiền nhiều á mà chỉ để lo cho những cái mối quan hệ xung quanh chúng ta, mình lo chính cho những cái mối quan hệ mà đang cộng sinh với mình, sống với mình, nó quá tuyệt vời các bạn. Đó, mình rất nể Hằng Du Mục ở khúc này, quá nể luôn. Ít người phụ nữ nào có thể làm được điều đó lắm các bạn, thật. Tại vì ai cũng sẽ lo cho cái bản thân của mình những cái gọi là cái lợi ích của cá nhân, và người ta hay bị che mắt bởi đồng tiền lắm các bạn. 10 điểm. Trời ơi, tao coi cái khúc này xong tao cảm ngưỡng mộ luôn á các bạn. Thật, ngưỡng mộ Hằng Du Mục. Hằng Du Mục sẽ còn đi rất xa, và xa lắm các bạn. Chúc mừng bạn rất nhiều luôn á. Alo. À, cả nhà có sáng giờ có xem tin tức chưa? Thì bây giờ cái vụ của Hằng Du Mục á là đã tòa đã tuyên án á là ly hôn, là hai đứa con nhỏ là Hằng Du Mục nuôi, hai đứa con lớn thì con riêng của ổng. Thì tụi nó đủ đầy tuổi để mà quyết định là theo ai thì tụi nó cũng quyết định là theo mẹ nuôi, mẹ kế. Nhưng mà biết không, tại vì mà biết không, khi mà mình sống cùng mẹ kế thì đông niên nó nhỏ tuổi nhưng mà biết cách sống, thì hai đứa con nó mới theo nó. Tại vì mọi người có nhiều người mẹ kế mà người ta đâu có muốn theo, nhiều khi có nhiều thằng ông đàn ông á, nó không theo con, nó bỏ theo vợ kế, nó bỏ luôn con. Còn cái này, con này nó sống trong cái gia đình đó 5-6 năm gì đó thì bắt đầu hai đứa này thích
thích nó, tại vì do cách sống của nó thì đương nhiên con hàng với một nó sống kiểu sao thì hai đứa con riêng của ổng mới theo, đúng rồi. Nó thường con của ổng thôi chứ không phải con của nó đâu, nhưng mà nó theo luôn luôn hàng với một thì đó là cách sống của nó rất là tốt hay gì đó thì hai đứa đó nó theo. Thứ hai á, thì bây giờ nó giành quyền được nuôi hai đứa con nhỏ rồi thì nó em cảm thấy nó dư sức là giành quyền hai con nhỏ, nhưng hai đứa con lớn thì không có quyền thôi. Nhưng mà giờ tại vì hai đứa đó lớn rồi thì giống khi mình xét kết quả mình ly hôn thì người ta hỏi mày con mày lớn đủ tuổi quyết định theo ai thì nó theo thì thôi. Còn cái khả năng của hàng chung một kiếm tiền thì dư sức nuôi con, tại vì nó làm doanh thu kiếm mỗi tháng rất là nhiều tiền mà mọi người, thì mình cũng chúc mừng. Nhưng mà em nói thật sự nha, cái này em thấy là cũng chưa yên ổn đâu. Tại vì nếu mà hàng nó ở Việt Nam cũng ok, chứ nó ở bên Trung Quốc nha. Mà nếu nó nhắm nó ở bên Trung Quốc, tại vì nó có giấy tờ hợp pháp với chân chi bên đó hết rồi, có nghĩa là giấy tờ, giấy chứng minh với lại hộ khẩu bên đó hết rồi. Nếu về Việt Nam sống mà kinh doanh thì ok, tại vì ở Trung Quốc á thì mình chưa chắc ăn là ok. Tại vì mọi người biết không, mọi người coi trên truyền hình nè, điện thoại nè, trực tiếp nè, mọi người thấy nhiều vụ án mạng mới xảy ra không? Thì con hàng Du Mục này cũng từng bị như vậy mới dẫn đến ly hôn. Thì trước khi giống vậy thì mình nên đi về Việt Nam cùng với gia đình anh em dòng họ mình ở bên đó thì livestream bán hàng hợp tác với nhau, đừng ở bên đó nữa. Tại vì nó là ông này tương tác với nó rất là nhiều lần, và em nghĩ lần cuối cùng này là ông tương tác rất là dữ dằn, may mà có hai đứa con nó cản, chứ không là nó cũng ấy. Đâm ra khi mà xong rồi kết quả ly hôn thì cuốn quần áo cuốn đồ này kia, mình có quốc tịch ở bên đó thì bình thường lâu mình về mình có mặt vậy thôi, rồi mình về lại cái Việt Đức Việt Nam mình kinh doanh ở bên đó. Tại vì tính ông này, ông nói mà chưa xong với ổng đâu, ly dị rồi mà chưa xong với ổng đâu. Đừng có nghĩ là nổi tiếng này kia còn nữa nha mọi người, chưa hết đâu. Nên khi em suy nghĩ ra là này nó đang đan về Việt Nam để kinh doanh là tốt hơn. Chúc mừng hàng Du Mục đã được quyền nuôi con. Đàn bà làm cỡ nào mọi người, hay là cái dù có gì bỏ ai cũng được, nhưng mà con mình là mình không có bỏ được. Mình đứt ruột đẻ ra mọi người, không bao giờ mình bỏ được. Làm cỡ nào mình phải dành dùng đứa con hết, tại vì không có người đứa nít nào mà sống mà tốt bằng khi ở với mẹ ruột của nó hết. Người ta nó ở với cha không bằng ở với mẹ, tại vì mẹ là người phụ nữ chăm sóc lúc nào nó cũng kỹ càng hơn là người đàn ông. Đâm ra khi mà giành được quyền nuôi con thì chúc mừng hàng Du Mục. Mà mọi người biết sao không? Nếu mà hàng Du Mục rồi đem con về Việt Nam cho học trường quốc tế hay là kinh doanh này kia bên Việt Nam thì ok. Tại vì mọi người biết không, khi một cuộc hôn nhân mà ví dụ vợ chồng hòa thuận mà ly hôn nó sẽ khác. Còn cái này mà kiểu về chính về tương tác, và ổng không ngờ là con này nó đưa đơn tố giác và ly hôn ổng luôn, là lúc đó có bằng chứng nè mọi người, nhân chứng vật chứng rõ ràng lúc có tới nhà đó. Thì bây giờ cũng chưa xong đâu, ly hôn xong cũng chưa xong, tại vì với cái bản tính của ổng mà hay hăm dọa này kia đó thì cũng rất là nguy hiểm cho hàng Du Mục. Nên mà khi mà hàng Du Mục nó có được cái giấy mà tòa đó đã cho tiêu mà ly hôn rồi đó, cho giành quyền nuôi con rồi đó, thì mình nghĩ là tốt nhất là đem con về Việt Nam luôn. Để mình có việc ở Việt Nam mình có tiền đó, thì học trường quốc tế này, học trường ngôn ngữ về Trung Quốc này kia cũng có luôn, cơ bản thì có hết mà, nếu mà mình có tiền. Còn nếu mà sống bên đó một thân một mình mà chăm con thì cũng không có tốt. Ví dụ mình hòa thuận ly hôn thì mình có thể ok nói chuyện đàng hoàng, là mình có thể cho cha là thăm con này kia, hoặc là tru cấp này kia. Còn này là kiểu mà hai người nó kiểu gì đang gây cứng với mọi người không? Gây cứng là ổng cũng nghĩ là con nhỏ này ly hôn ổng. Tại vì buổi sáng nó cũng về nhà rồi, buổi tối tương tác rồi người bắt đầu là vô đích lại nhà luôn. Thì ổng cũng nghĩ là con này nó ly hôn ổng, đâm ra ổng cũng đang ghim trong người và tức hận trong người lắm. Đó là như vậy, cũng chúc mừng hàng Du Mục. Em này đã được giành quyền nuôi con, mình chúc mừng. Nói chung là phụ nữ may mắn, còn người ta nghĩ là gì, đẹp gái không bằng may mắn đúng không mọi người. Hằng Du Mục nó giỏi kiếm tiền, giỏi một ngày kiếm quá trời tiền, mà ông này cũng làm buông được nhỏ này ra, kiểu là mất mối rồi, mất cái kèo ngon để kiếm được tiền cho ổng á. Đâm ra ổng đang kim trong người, đó là như vậy đó mọi người.